Yo, hello mọi người, chào mừng trở lại với channel DC Gaming của mình. Thì hôm nay như mình đã nói là mình sẽ giveaway đi những cái con V mình như dư ở trong cái set Rainbow Clash. Và thì mình sẽ bắt đầu quay số ngẫu nhiên để chọn ra những bạn may mắn nhận những con V này nha. Thì cái thứ tự của những con V mình sẽ quay số sẽ là con Phalanx V trước, sau đó mới tới con Dark Wolf V, và thứ ba sẽ là con SQ V, và cuối cùng sẽ là con Toxic City V. Thì không hiểu tại sao cái Pokemon TCG Online nó xếp xếp thứ tự theo kiểu này nữa. Bởi vì có thể là theo chữ cái chăng, bởi vì chữ D, chữ F, nhưng mà lại tới chữ T trước rồi mới tới chữ E thì khá là mình không hiểu tại sao là như vậy. Nhưng mà nói chung là thứ tự của chúng ta sẽ là Phalanx, Dark SQ và cuối cùng sẽ là Toxic City. Thì lẽ ra trong cái bài đăng ở trên group á, mình phải nói là các bạn phải comment số, comment in game và comment con V các bạn muốn nhận để có thể tham gia giveaway. Tuy nhiên mình nhớ là mình có ghi nhưng không hiểu tại sao khi bài đăng lên thì nó lại không có. Vì vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu phổ biến cái cách đánh số các bạn để có thể quay cái giveaway này nha. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chuyển sang màn hình sang cái bài đăng của mình ở trên group để có thể phổ biến về cái cách đánh số. Ok, thì đây là cái bài đăng của mình ở trên group. Thì như mình cũng đã phổ biến rồi, thứ tự sẽ là Phalanx V, Dark Wolf V, SQ V và Toxic City V. Thì và đặc biệt là mỗi bạn chỉ được comment một lá thôi, bởi vì có rất là nhiều, sẽ có nhiều bạn tham gia, và như vậy nếu như các bạn comment hai lá thì sẽ tăng cái tỷ lệ tham gia các những cái giveaway con V của các bạn lên, và sau đó lại giảm cái tỷ lệ của những bạn khác đi. Vì vậy các bạn hãy comment một con số thôi để có thể tăng cái tỷ lệ trúng được con V của những người khác hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đánh số theo cách như thế này, là ví dụ như bạn Hoàng Tiến ở đây comment Phalanx V, như vậy là mình sẽ đánh bạn Hoàng Tiến là số 1, và cứ thế tiếp tục bạn tiếp theo comment Phalanx V sẽ là số 2, và cho đến 1 2 3 4 5 6 chẳng hạn. Và đến 6 rồi thì mình sẽ bắt đầu quay số từ 1 tới 6, và ai trúng từ 1 tới 6 ở trong đó thì sẽ nhận được cái con giveaway đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh số nha. Thì bạn Hoàng Tiến Phalanx V là số 1, và bạn tiếp theo sẽ là bạn Anh Tiến với lại Phalanx V luôn, số 2. Di Long Giao, Phalanx V số 3. Tiếp tục sẽ là bạn Nguyễn Quý, Phalanx V số 4. Bạn Nguyễn Phúc sẽ là bạn thứ 5 với Phalanx V. Và còn một bạn nữa không? Còn bạn Lê Minh Nhật ở đây là Phalanx V, như vậy là số 6. Và tròn 6 bạn luôn. Như vậy là mình sẽ bắt đầu mình quay số từ 1 tới 6, và nếu như chính số nào thì mình sẽ chọn cái bạn đó và giveaway nha. Thì bây giờ mình sẽ qua cái trang random.org này, thì mình sẽ max min là 1 và max sẽ là 6. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu generate. Thì bạn may mắn để nhận cái con Phalanx V ở trong giveaway lần này đó chính là bạn số 1. Ok. Như vậy là xin chúc mừng bạn Hoàng Tiến đã may mắn nhận được con Phalanx V ở trong giveaway lần này. Thì với những ai mà chưa nhận được con Phalanx V thì các bạn có thể may mắn hơn, nhưng là giveaway sau thì mình sẽ còn giveaway rất là nhiều nữa, bởi vì mình sẽ còn mở rất là nhiều pass khác nhau, và nếu như gã nào dư thì mình sẽ giveaway ra đó thôi. Và xin chúc mừng bạn Hoàng Tiến đã nhận được con Phalanx V ở lần giveaway này. Và lần tiếp con tiếp theo của mình sẽ là con Dark Wolf V Full Art. Thì để mình xem có bạn nào Dark Wolf hay không. Toxicity. Ok, như vậy các bạn Nguyễn Thế Hiển với con Dark Wolf V là bạn Nguyễn Thế Hiển sẽ là số 1. Tiếp theo sẽ là bạn Phạm Tiến Đạt Dark Wolf V số 2. Không phải thành công là Dark Wolf V số 3. Vũ Nguyễn sẽ là Dark Wolf V số 4. Và và như vậy là đã sẽ có 4 bạn sẽ tham gia cái giveaway con Dark Wolf V này. Và mình sẽ bắt đầu quay số từ 1 tới 4. Và bạn may mắn nhận con Dark Wolf V Full Art lần này sẽ là bạn số 2. Như vậy số 2 sẽ là bạn theo mình nhớ là bạn Nguyễn Thế Hiển là số 1. Như vậy bạn số 2 sẽ là bạn Phạm Tiến Đạt. Xin chúc mừng bạn đã nhận được con Dark Wolf V lần này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến tới cái giveaway thứ ba là cái con SQV. Thì mình không biết là có ai comment hay không, thì mình nhớ là hiện tại thì chưa có bạn nào comment có SQV cả. Thì để mình xem coi. Ok, hiện tại đi qua nửa comment rồi mình chưa thấy con desk SQV nào cả. Alright. Như vậy là chúng ta không có bất cứ một cái con bạn nào muốn tham gia thân giveaway con SQV. Thì thực ra là con đơn giản là con nó cũng quá khá là dễ mở và gần như ai cũng có cả. Thì nếu như không ai muốn SQV thì có lẽ là
mình sẽ để nó vào một cái giveaway hoặc là một giải thưởng nào đó của cái trang Pokemon CG Online này. Thì nếu như các bạn tham gia vào những cái giải đấu lần sau thì có thể mình sẽ bỏ một SQV vào như là một phần giải thưởng. Như vậy là sẽ không ai có SQV và mình sẽ bắt đầu mình tiến tới phần Toxic TV này. Thì có thể mình thấy là khá là nhiều bạn muốn Toxic TV này và chúng ta sẽ bắt đầu mình đánh số thôi. Có bạn Trong Nguyễn sẽ là số 1, bạn Tường Vi sẽ là số 2. Ok, nhưng mà bạn bạn Trong Nguyễn không comment mình cái in game bạn, thì có thể là mình sẽ không 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 loại bạn ra, nhưng mà lần sau thì mình mời các bạn nên nhớ đọc cái rõ cái lưu ý của mình là các bạn comment một lá, và thêm cả cái in game của các bạn nữa. Thì hình như ở đây mình không ghi nhưng mà hình như mình có nói trong clip là các bạn phải comment in game nữa. Thì lần này mình sẽ bỏ qua, và đặc biệt là những bạn nào mà comment ở YouTube á thì lần này mình sẽ không quay ở YouTube, bởi vì như mình đã nói là lần trước là các bạn có nhiều bạn kiểu như là qua bên YouTube comment một con số, sau đó lại quay ngược lại trên group comment một con số khác nữa, như vậy là sẽ hai con số khác nhau để tăng tỷ lệ quay trúng. Thì để tránh cái việc đó thì bây giờ mình sẽ chỉ từ bây giờ giveaway của mình sẽ chỉ nhận những comment ở trên cái group Pokemon TCG Việt Nam thôi. Để bởi vì các bạn có thể tham gia group vào đây, bởi vì không không mất gì cả, bởi vì chúng ta đang xây dựng một cái cộng đồng Pokemon TCG mà. Thế nên là các bạn hãy tham gia một group để có thể tham gia, để có thể nhận được những cái giveaway của mình. Thì mình sẽ còn những giveaway nhiều nữa, thế nên hãy tham gia một group Pokemon TCG Online Việt Nam này nếu như các bạn chưa tham gia vào, và link thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Và tiếp tục, đây là bạn thứ nhất, bạn thứ hai là bạn Tường Vi, bạn thứ ba sẽ là bạn Khánh Nam, bạn thứ tư sẽ là bạn Vi Khang, Vincent Phan sẽ là bạn thứ năm, khá là nhiều. Bạn Mỹ Nguyễn sẽ là thứ sáu, bạn Thái Bảo sẽ là số 7. Bạn mình không biết tên bạn là Phạm Viết Hào thì phải. Toxic City sẽ là bạn thứ mấy rồi nhỉ? Thứ 7. Phải không? Mình bị lộn hết rồi. 1 2 3 4 5 6 7 ở đây, và đây là 8. Rất may là mình đã đếm lại, đây là 8. Toxic City. Bạn Đặng Nguyên Thắng sẽ là số 9. Bạn Siro Hoàng sẽ là số 10. Ok, chúng ta có tới tận 10 bạn tham gia giveaway con Toxic City này. Ok, như vậy thì mình sẽ bắt đầu mình quay số thôi. Từ 1 tới 10. Và bạn may mắn để nhận được con Toxic City lần này sẽ là bạn số 4. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu quay lên để chúng ta đếm lại. 1, 2 đây. Bạn thứ 3 sẽ là bạn Khánh Nam. Và bạn thứ tư sẽ là bạn Vi Khang. Như vậy là bạn Vi Khang sẽ trúng cái con giveaway của con Toxic TV là Nice. Và đó sẽ là danh sách của những bạn mà sẽ nhận được giveaway ở trong lần này. Thì nếu những bạn nào chưa may mắn thì các bạn có thể thử lại vào lần sau. Thì như mình đã nói, mình sẽ còn giveaway nhiều nữa. Và thì bây giờ mình sẽ xin chúc mừng những bạn đã nhận được những con giveaway của lần này. Đó là bạn Hoàng Tiến, con Phalanx V. SQV chúng ta không có ai cả. Dub Goose V hình như là bạn bạn thứ hai là bạn số nào nhỉ? Bạn bạn Nguyễn Thế Hiển là số 1, và bạn số 2 sẽ là bạn bạn Thẩm Tiến Đạt. Như vậy bạn Tiến Đạt sẽ là người nhận con W V Full Art, và con Toxic City sẽ là bạn where is it? bạn Vi Khang sẽ là bạn nhận con Toxic City V. Thì mình sẽ add friends những cái in game này, và các bạn hãy accept mình, và sau đó mình sẽ bắt đầu mình gửi bạn những cái con V này. Thì những bạn các bạn hãy mark trade một cái energy bất kỳ nào đó mà các bạn không cần, sau đó mình sẽ trade cái energy đó của các bạn và đổi cho các bạn những con V này. Và đó cũng sẽ là kết thúc của video clip ngày hôm nay luôn. Thì với những ai mà chưa may mắn thì các bạn có thể thử lại vào lần sau, và với những ai chưa tham gia group hoặc là comment những cái giveaway này ở trên YouTube thì các bạn hãy bắt đầu tham gia vào group này để có thể theo dõi những cái giveaway ở những lần sau nữa. Và link thì mình để bên dưới phần mô tả thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những lần giveaway lần sau.